Úc Thu có khách, Úc Thu có khách, Úc Thu có khách. Rồi nhộng à. Tụm gà đi cũng chịu nói, nó tha miếng vải vô, xạ mưa che nó tha vô tờ lưa vậy á. Tiền két. Ồ. Mộ dữ lắm luôn, nó ăn bà có ăn bỏ hỏi vô nó ăn thôi, không chịu nổi với nó. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì chiều nay ở nhà mình cũng có làm vài món gọi là cũng xịn sò đó mà. Xịn sò theo kiểu mà dân giả. Đặc sản miền Tây. Để sao? Nào là lương lá cách nè. Rồi ngọc tí xào hành nè. Đây mẹ mình ba cũng đang thắng nước cốt, khúc dừa để hồi mình lá cách. Hả? Xào lăng hả? Vậy Mận Thu nói lá cách. Vậy lương xào lăng bạn ơi. Đây có ngọc tí nè. Còn gọi là trứng da chuột á. Chỗ ăn ngon lắm bạn, béo lắm. Với xào hành. Rồi thằng Dũng đâu, mấy con chuột nó có làm không? Đây là thôi được rồi, hai món này được rồi. Món lương xào lăng với ngọc tí xào hành được rồi. Cứ làm món chuột với bắt cái lóc rồi nướng mà thôi. Quá trời món rồi. Ốc bu nữa nè, cây nhà lá vườn mà. Ốc bu đen này mà luộc xả ba trái rồi chét đó. Còn này là cá lóc. Lóc đồng chính hiệu, mình đặt là cá lóc vô á. Cái này là lương. Lương này mặn chưa ba? Ấy kêu Dũng kìa, nó phụ mặn đi cũng được. Lương này mình đặt chấm mà. Đặt chấm vô nè. Con nào nấy cũng trọng trọng không à. Hồi đợt rồi đó, mình đặt đó, trời mưa mà. Vô quá trời đó, ký tư cái gì á. Rộng tới già luôn đó. Nhà mình thì giờ cũng ít ăn lương mà. Lâu lâu mới làm món ăn vậy thôi, chứ còn thường ngày ít ăn lắm. Mà lúc trước thì thường kho xả ớt, ăn cơm đồ này nọ lắm. Sau này cũng ngán. Giờ này cũng 4:30 rồi hơn à, mà nắng chang chang à. Ủa ông ấy xả làm gì? Xào lăng xả thử mà giữ hàng ông nha. Cho nó thơm. Còn đây làm gì, là chí ché nói chuyện sùm xà beng trên đây chứ. Rồi tính quay phim làm gì, cởi chằn cái áo con gái nữa, cởi áo gì sao tôi quay phim trời. Rồi Dũng đâu rồi? Mua đồ gì vậy? À để làm lương xào lăng cái đâu mà ôm. Mày nói là ôm. Trời ơi, nó ơi, tâm ngạc có cái chiêu mà gọi là mua cái gì ngậm hay vậy? Thấy điện thoại lạ gì? Vô tay. Cô bấm chề mò. Ngon hai cho nè. Nè. Lấy không? Lấy không? Thôi mỏ. Chạy mồ hôi. Chạy mồ hôi. Đây vừa khô ba mình với mẹ mình mới gom đây nè. Rồi vừa trái quá trời trái. Vậy chứ vừa khô bao. Đậu phộng mấy đập quá nãy nhóc trơn mà cần Dũng chạy xe đi mua gì nữa trời. Mua sao tao không thấy nó? Vậy mình đi mua hả giờ buổi trời. Có lượng bự lắm à, có còn khoảng 300 g á. Mấy ngọc tí này có rửa gì kỹ không ta? Trời ơi, màu bán cánh mày gâu đó trời. Cái món nó xào của kiểu ăn cũng ngon lắm á, cái ngọc tí đó. Tắt rồi ông ơi,
nó béo lắm á. Tính là mua thêm chuột, mua chuột con nướng mà thôi, vẫn không mua một tí đi, chuột cũng ăn hoài. Tại khen nó hồi về sớm nó mới sao mà bén quá rồi về sớm. Thôi mình ổng dậy khuya mà. Ừ. Thôi ổng như hẹp về khuya. Rồi cây nhãn của ổng thôi xong luôn rồi, nó ngã luôn rồi. Lâu lâu mãi cũng mới đây chứ lâu lâu. Thấy không? Tôi nhớ mấy lần trước bình thường mà. Bà mới nói mới ngã hôm gần thu ở đây mà nó nói ngã lâu rồi bạn. Chưa đời nổi đâu. Bây giờ thấy còn đứng sững. Ủa ba mà đóng kiền ông ấy ghê hồn vậy mà con sập luôn nè, gió hôm mưa lớn quá trời thổi ngã luôn nè, chóc gốc luôn nè. Nhận thái bởi vì nhận thái dở, cây lúc trước cũng bự gần cây này nè, gần đó đó cũng bị tét phân nửa luôn, tét nửa cây luôn sẽ hư cây luôn, dây kiền cỡ đó mà còn ngã vậy. Chưa có trái nên nếu có trái nữa thôi rồi. Hồi đó nhà mình còn dòng nhận thái thì không nè. À, đâu bán được 1-2 năm đầu giá cũng tương đối ngon mà. Rồi mấy năm sau thua ai cũng trồng đồng lọt hết rồi luôn, xong luôn, giá rất thê thảm luôn. Hỏi bữa nay nhiêu ký xuống hả? Nhưng rồi chứ hồi tháng trước 10 mấy ngàn, gần 20 ngàn luôn à. Trân châu hình như cũng một gà ná chỉ thua nữ hoàng như có 2-3 ngàn ký mà. Không phải à? Tao nhớ con lần 14, 15 ngàn ký mà hỏi trân châu đó nè. Hỏi nói chung 10 mấy ngàn là ngon quá ngon rồi. 6 ngàn ký rồi cũng ngon, ổi nè. Dũng nó biết làm hả? Dũng như nó cũng biết làm mà. Mà mấy cái ngập tí đó chỉ cần rửa sơ thôi vậy. Cái Dũng vậy vậy. Mày nhóm lửa đi Dũng. Nhóm lửa đi. Bán mặn lương rồi. Gan đậu phộng sẵn hồi mình lấy mình xào lương luôn, xào lăn luôn. Thù nó có cây súng đó, cái này nè, ừ. Cái nhóm lửa nó đó. Trời ơi trời trời. Mày nghĩ tao biết bấm ha? Thôi có cái đèn nè. Rồi ta công nghệ hiện đại mà nó xài bằng cái đó không à. Công nhận cái máy bắt cỏ của ông Liễm, công nhận nó mà chạy lên một cái là in nổi lỗ tai thiệt chứ. Ờ mày hay quá, mày nó mới biết xài mà. Ừ thứ dữ nữa. Để ra. Rồi nó
Mấy chuột đó mà mặn nhớ mai mốt để tủ lạnh á, chứ hồi là vài bữa ngủm à. Mấy chuột ở trong bẫy ăn chứ. Trời chuột ăn giết ngán luôn à. Mấy ốc bu mày không xử hả vậy? Có mấy cầu này nè. Trời, tại không muốn bắt rồi bày ra cái răng còn dài, cái răng mấy miếng mít mày vớt cả đống. Bạn hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mình đây dưới kìa. Rồi vậy là đâu rồi thưa rồi. Ủa, vô tròn quá sao bà. Ôi mình dấm rồi đâu khổ thẹn. Dấm rồi. Lương này mình xài phèn với ấy mình lấy cho nó cũng được. Rồi gọi khóc chảnh gà. Con Thạnh chảnh mà. Nó mới là é é kìa. Tụm gài mưa á. Trời ơi coi nè. Mấy cái lá một tay nó tốt rồi. Lá nào nó bành bành không. Hết hồn. Bên kia ba cái gì cái lá gì giống như cái lá xương xa xương sáo cũng thu để trồng nữa, giò đổ ra xương sáo nữa tầm lum chân. Mấy con tên đem vô nấu canh ăn cũng ngon lắm. Hay nhúng lẩu nhất là mấy cái lẩu cua đồng, trời ơi ăn vô là ba cháy bù chét à. Mà mình đây nó vượt nó leo lên mấy cái vàng bí rồi lúc trước thu để trồng rồi. Tốt mà. Thằng này nó bự hơn mày. Bữa đó trời mưa tao đặt á. Bữa đó mày đi chứ đâu. Tao đợi có mày tao định đặt rồi xong cái sáng vô cái gì mày cầm đi thăm phụ với tao. Mày đi gì chảy mất tèo. Bữa đó cây bộ tao nó hư nữa. Nhờ ba không ra không thăm giùm. Dâu tay. Kiểu nó hơi ngứa luôn. Không gậy có cái tặc con mồi tém tém lên tíu chứ. Mồi tí tém tém rồi. Này mẹ mình bà gan đậu phộng không. Mới đây quay lại học sinh nghỉ học rồi mấy tháng nghỉ hè hết rồi. Dâu tay. Vậy hả? Tại vô mấy bữa mà nó còn lạ đó. Vậy dạ, miếu à. Biết rồi, mấy tháng rồi biết rồi, đúng không? Phải không? Không không, con mồi tiếp tiếp. Thấy thằng thạo trường tới kìa. Mấy cái đậu phộng gàng đó nhớ hồi đó trời ơi mấy mười mấy hai chục năm về trước mà mấy cánh mì gâu thôi ra quán thôi nhậu bia á đậu phộng thôi là cũng hết biết đường về nhà. Tám nó là em ngu à. Nãy giờ mẹ mình mới gan đậu phộng xong. Đâu
Trời ơi, bả nhồi thấy ớn lạnh, giò cẳng tay chân bả nheo nhồi nhồi tối ngày. Nói đúng không nhìn hả? Nói đúng không nhìn? Hả giao tay? Đó, có trường lại, thấy điện thoại trường lại kìa. Nói đúng không nhìn? Lè lử liếm vậy. Hai đó. Bữa nay ba mình ra lò làm, ổng làm đồ bếp chính luôn hả trời? Ốc này bắt nhiều ha. Đi làm dầm. Làm gì? Làm chén muối tiêu, nướng nóng rồi, gắt bỏ vô ấy rồi. Mình có nướng gì cái bỏ nó vô. Không biết vậy hồi chưa mắc mớ ốc bu nữa. Mà mồi thôi quá trời mà, để không ra bữa nào đi. Chứ còn cái lóc của u chuột tùm lum hết trơn. Lộc. Trời ơi, đâu biết phụ đâu, đâu biết phụ đâu. Củ hành nè. Đó, mẹ ơi, hành lộc rồi. Mẹ, củ hành lộc đâu? Có hành nhờ lộc nhất củ nè. Bà lấy hành phi của nó rồi ơi. Lấy hành phi nó cũng được nữa. Cho tay phụ nợ nha. Em nợ nè. Này mẹ tính làm gì mà thử hả? Ấy tỏi không ạ? À? Còn gì nữa không? Rồi mà mẹ mày để nước lên rồi ấy, mẹ bái dầu lên rồi ba tỏi vô. Cho tỏi vô. Chỗ thơm quá trời thơm luôn bạn ơi. Quá hấp dẫn. Ơi, nãy quên nước phi xả luôn ha. Chết rồi. Giờ phi xả gì cho cái xả nè. Xả phi hả? Xả phi. Quên. Xả phi tỏi xả luôn. Ai vô luôn đi được hả? Xả luôn. Cũng cho xả rồi vô bạn ơi. Cái đó gần chín mình mới chế nó cốt vô hả? À. Mặt nó miếu gì kìa. Sợ miếu gì. Ba mình không cho cà ri vô kìa. Chờ hết con bình tôi không chạy. Thôi đậm đặc luôn. Vàng không?
để cà ri vô nữa, bò ngô nó mũi giật bạc bạc luôn, chạy thơm. Cầm lòng đậu thiệt chứ. Quá thơm, gặp đang đứng ở dưới gió nè. Trời, nó gốc dảo gì vô. Lương này nó cũng mau bắt lửa lắm à. Ủa, cho nước cốt dảo vô trước bạn ơi. Nhiều nước được rồi. Ôi trời. Nấy nắp đậy lên màu chín lắm. Trọng nó bỏ riêng ra, mình sẽ cắt riêng ra hồi mình xào trước. Mày nhậu bia hả gì giống kêu giùm bia lại đi giống. Kêu bia lại đi. Mày có số điện thoại không mà kêu bia lại đi. Gần xong rồi nói gì mày? Rồi anh em trai Thạnh hay là bác Xu có vô không? Nghe nói em trai Thạnh cũng đo đường phải không? Không bỏ, nó bỏ nhậu luôn, đo đường xong bỏ nhậu luôn. Cho bột ngọt vô. Mưa gì vậy? Mưa kìa, có đồ anh em vô chưa? Mưa lâm găm rồi kìa. Không, đồ của đem đồ vô chưa? Mưa lâm găm kìa. Ít cà lo. Nó thích cái món này mà thích ăn béo, ăn cái món mà lương xào lăn hay lương luôn nè. Bào béo luôn. Bữa tao nghe nói là gọi dân Nhật mà. Em gọi cho ông Kha, kêu Kha gọi dân Nhật giờ kêu á, gọi Tì. Gọi ông Nhật, ông cái tên là trúng thằng mà lập phiên bản đó luôn. Những anh đó. Những anh là lập phiên bản cho Nghệ nữa. Nó lập mẹ rồi. 0.6. Kêu ông Hậu Tú, ông Tú không nổi. Mà cái nhà của thằng đó cũng gần đó không, gần chỗ bị không mày hả? Bởi vì cũng căng nó cần coi đây đúng hay sai á, chứ cần có men rượu vô là biết lụm gạo lỗi cái phần rồi đó. Tao hôm bữa mang hết chuyện sao nó đo nồng độ cồn, tao quắt tao vô đo nồng độ cồn mày. Nghĩ sao hết hết người quắt đo nồng độ cồn, quắt tao vô đo nồng độ cồn. Mà nói cho ông còn nằm trong bệnh viện hoài vậy đó hả? Ông đó lớn tuổi à? Ba mấy tuổi à? Trời ơi. Cho em ra dĩa không? Ba mình cũng mới nêm nếm vừa miệng rồi. Em ra dĩa xong mình mới gứ nước cốt nhất vô hả? Lấy cái giá thù ơi, bà cho gấp, bà múc cho mau. Cho ít ngồi gai lên. Rồi cho mình tới đầu phòng.
cho ít đậu phộng lên nữa đúng bài rồi, quá hấp dẫn. Vậy là xong một món. Chảy mồ hôi lưỡi chưa mồi bén như bà con cô bác. Thu nó luộc nổ không trời. Cái này mình luộc sơ bạn, để hồi mình xào cho nó đỡ bị bể ra ngọc tí đó. Một cái này được cái đã béo lắm, nó béo cực kỳ béo luôn. Tại cái này món này mình ăn cũng mấy lần rồi, gấp có 2-3 miếng đậu là thôi ăn là đúng thiệt, nhức nách không phải chơi đâu. Nhưng mà ăn nhiều quá thì nó hơi ngán nha, nó béo á. Luộc sơ đó, xong hồi mình chắc ra bắt đầu mình mới xào. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị mình xào nữa. Luộc sơ rồi bắt đầu mình vớt rồi mình rửa sơ lại rồi. Xào thì nó mau lắm luôn á. Hành thấy cả đống đèn mà nói gì cũng đủ thôi. Đó thấy dư sức qua cầu quá trời hành. Cho tổ vô. Cho vô. Hấp dẫn rồi. Cái này nghe cô cho mấy phụ nữ dắt như con không má hùng chứ cánh mày gâu thì má món này lắm. Đây là nói ra thôi. Cho ít cà lo vô. Người điểm ít nước mắm lụm gạo. Cho ít nước mắm vô. Mắm mình thấy mình để ít vô nó quỵ đậm lại cho vấn đề nó thơm á. Nấu canh chua đồ cũng vậy. Chỗ thơm giờ nó hợp chất không. Cho cộng hành vô trước. Cái này em xào ba củ kiệu á, ăn cũng ngon lắm. Đúng rồi. Đổ để cà lo với mắm vô rồi. Để xong. Đổ nữa. Rồi sao cho nó xẹp xuống rồi xong. Để bên đó đi. Vậy là xong rồi đó bạn ơi. Này ấy gắt ít tiêu lên nữa mới đúng bạn. Gắt ít tiêu nữa. Cái này mình chấm với nước tương sắc và lá ớt vô nữa là thôi, thứ gì chịu nổi. Ồ, bữa nay hai dĩa hai món này thôi ra hết biết người nhà chứ không phải chơi đâu. Giờ bắt đầu mình dọn ra chiến đấu thôi. Trời, chuẩn bị sụp tối rồi. 5-7 gom chạy hai bà lúc nào 4 giờ mất tiêu rồi. Bạn ra khang xíu mới về, bạn mới về tới nhà rồi mà còn khách đi vô sạc bình gì mới xíu mới về tới. Còn mất tư thì bữa nay ông bệnh rồi, mới chích thuốc hồi sáng rồi. Nó ê càng rồi. Vô đây cũng ly từ từ chứ, đi xíu lại kha khang về chứ đợi không biết nào. Ừ, hai con cũng dứt luôn. Chút nữa mình còn ra xong tiền mà bây giờ không có lai gai được. Đây chim đây cọ với ai nữa trời. À dạ. Chú Tây vậy? Hai bạn Ngọc Tý không? Trời ơi, ngại gì biết nó quất luôn đi. Năm như vậy. Nó ăn đồ gà, nó hỏi nó ăn Ngọc Tý không? Nó hỏi chị Dung với Ngọc Tý là cái gì?
mà vô nghĩ nói chuyện giá chỗ hả à. Lẫn với nghĩa trời nó béo lắm đó trời. Ôi chưa nhậu ngoài ngoài hả? À? Dạ, ông chú gió thổi đang hỏi gì không, không chưa rồi ông đi lại. Dạ. Mùi che hả? Ừ, có. 14 hả? Dạ. Sáng ngày có 7 vậy? Ngang á, xéo bệnh. Ừ. Bảy, ngang nhà có 7 gì? Xéo qua. Ông 14 là cái ông có mớm hay mà mập ta? Ừ, mớm. Mới gặp thấy sửa xe ngoài ông khen máy á. Bữa ông gặp mày đó hả? Ờ, mới gặp thấy sửa xe máy, nghe nói ông đi khám bệnh gì á. Chú ông khen không? Ngồi bén đợi ông nãy giờ nè. Khen ơi, khen à. Trời ơi, ta nãy giờ quất nhiêu lon ông nội ơi. Lặt gỏng hết rồi. Nói ông nào ông nói 4 giờ về đó. 4 giờ không? Thứ gì chịu nổi không? Chú ao lật ngọc tí đó trời. Thôi vậy. À biết rồi. Cái bà sạc bệnh gì á hả? Ờ. Cái bà cắt tóc ngắn lắm không? Mà nghe con em đó. Ông hiệp trả đạn cái gì vậy? Hiệp trả đạn hả? Gài chiến quá rồi, ê càng rồi. Không chế thuốc rồi xa, hồi sáng quá, dễ gì không nhậu. Vô, 1, 2, 3, vô. Chà, ngồi nhậu ngoài sân mà cái gà đang cảnh kìa. Chắc nó tối mới mưa chứ giờ này chưa đâu. Mày cả nhà nha. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Thank you.
Như vậy. Vô đây kết thúc clip luôn. 2 3 vô. Trời ơi thứ mai su tì lại chim lại cò. Bữa nào cũng điện chứ. Mà sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Hôm nay tính ra làm hai món này ăn cũng rất là ngon bạn. Sẵn cái chiều nè, ngồi trước là khung cảnh mát mẻ thoải mái ra, lai gai đúng bài rồi, vừa ăn cơm vừa lai gai luôn. À, chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.